Dù Barcelona đã ra về với 3 điểm trọn vẹn sau bàn thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu từ Ronald Araujo, nhưng huấn luyện viên Xavi Hernandez không giấu nổi sự thất vọng trong phòng họp báo sau trận đấu. Ông chỉ trích màn trình diễn không thuyết phục của đội bóng xứ Catalonia, nhất là trong 25 phút đầu tiên của trận đấu mà ông mô tả là không thể chấp nhận được. Đối mặt với một Real Sociedad hiên ngang trên sân nhà và thể hiện một lối chơi áp đảo, Barcelona dường như chìm trong sự mất mát sau trận El Clasico, với tâm lý vẫn còn bị tổn thương theo nhận định của Xavi. Thủ môn Marc-André Ter Stegen đã phải liên tục bay người để bảo vệ mảnh lưới của Barcelona trước những pha tấn công sắc bén từ các cầu thủ như Ander Valencia, Mikel Oyarzabal và Tecumo. Điều này khiến Barcelona phải trải qua một hiệp 1-0 bàn thắng với không ít áp lực. Đến giờ nghỉ giải lao, huấn luyện viên Xavi đã đặt câu hỏi về tình trạng thể chất của các học trò và nhận được phản hồi rằng họ không hề cảm thấy mệt mỏi. Với thông tin đó, ông động viên đội bóng phải thi đấu với cường độ cao hơn, quyết tâm không chấp nhận một kết quả hòa. Trong hiệp 2, Barcelona đã có những thay đổi đáng kể, với việc tăng cường sức mạnh cho hàng công và nỗ lực không ngừng nhằm tìm kiếm chiến thắng. Những nỗ lực ấy đã được đền đáp vào những phút cuối cùng, khi Gavi áp sát khung thành và Ronald Araujo dứt điểm thành công, mang về niềm vui cho đội khách. Huấn luyện viên Xavi đã mô tả bóng đá là một trò chơi không thể giải thích, nơi mà kết quả đôi khi không phản ánh đúng nỗ lực trên sân cỏ. Ông khẳng định rằng dù tuần trước Barcelona xứng đáng chiến thắng nhưng lại thua, thì tuần này họ lại chiến thắng trong hoàn cảnh có phần may mắn. Kết luận lại, dù không hài lòng, Xavi và đội ngũ của mình phải chấp nhận và học hỏi từ trận đấu, với hy vọng sẽ cải thiện màn trình diễn trong tương lai.